Xin chào anh chị. Tiếp tục chuỗi video về cập nhật tình hình giá bán biệt thự tại Hoài Đức. Hôm nay Vinsaland xin gửi tới anh chị thông tin giá bán tại dự án Vinhome Thăng Long, dự án Vista Lago Nam An Khánh, dự án biệt thự Sudico Nam An Khánh và dự án biệt thự Hà Đô Cham Villas. Đây đều là các sản phẩm biệt thự nằm ở phía nam của đại lộ Thăng Long. Trước khi vào nội dung chính của video, anh chị vui lòng nhấn like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi. Đầu tiên là dự án Vinhome Thăng Long. Dự án này là một dự án khép kín, chỉ để ở, không có yếu tố kinh doanh thương mại. Hiện tại tỷ lệ lấp đầy rất cao do Vinhome là một chủ đầu tư uy tín số 1 trên thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay. Tất cả các dự án của Vinhome đều có sức hút lớn và do đó giá bán cũng cao hơn các dự án của các chủ đầu tư khác trong cùng địa bàn. Các căn biệt thự tại đây đều là những căn biệt thự triệu đô. Giá bán dao động từ 130 triệu một mét vuông đến 150 triệu một mét vuông, đã bao gồm giá trị nhà. Một căn biệt thự khoảng 150 mét vuông có giá khoảng 21 tỷ. Ở khu này có một hồ điều hòa khá đẹp, tuy hẹp về chiều ngang nhưng lại dài về chiều dọc. Những căn biệt thự mặt hồ được chào bán khoảng 30 tỷ. Các căn biệt thự tại đây thì đều đã được cấp sổ. Nhìn chung dự án của Vinhome bao giờ cũng được đầu tư về tiện ích, cảnh quan, an ninh nên luôn hút được lượng lớn cư dân về ở, tỷ lệ lấp đầy rất cao. Tiếp theo là khu biệt thự Vista Lago. Khu biệt thự Vista Lago nằm trong khu đô thị Sudico Nam An Khánh. Tuy nhiên khu này có cổng an ninh riêng biệt, được quản lý vận hành bởi đơn vị quản lý chuyên nghiệp là Saville. Khu biệt thự này có chung hồ điều hòa rộng 7 ha với Vinhome Thăng Long. Một mặt hồ là Vinhome Thăng Long, một mặt hồ còn lại là khu biệt thự Vista Lago. Bởi vậy nên giá bán của khu biệt thự này cũng cao hơn phần còn lại của khu đô thị Sudico Nam An Khánh. Các căn biệt thự tại đây đang được chào bán khoảng hơn 100 triệu trên 1 mét vuông, gồm cả giá trị nhà. Một căn biệt thự có diện tích 210 mét vuông có giá bán khoảng 22 tỷ đồng. Một số căn đẹp mà gần hồ được chào bán hơn 30 tỷ, thậm chí là hơn 40 tỷ. Đặc biệt những căn biệt thự mặt hồ có diện tích lớn gần 1.000 mét vuông có giá bán lên tới 100 tỷ đồng. Khu này cũng đã có sổ, tuy nhiên dân ở chưa nhiều, nhiều căn vẫn bỏ không, chưa sử dụng. Một số căn shop house trục chính nối từ đường Lê Trọng Tấn vào khu đô thị thì thuận tiện cho việc mở cửa hàng kinh doanh. Còn các căn ở bên trong chỉ sử dụng cho mục đích ở. Những căn shop house nằm trên trục chính của khu đô thị với diện tích 188 m² hiện cũng có giá khoảng 24 đến 25 tỷ đồng một căn, tương đương với khoảng hơn 130 triệu một mét vuông, đã bao gồm cả giá trị nhà. Theo quan sát của chúng tôi thì rất nhiều các căn shop house trên trục đường 39m này đang làm văn phòng giao dịch bất động sản. Tuy có giá cả triệu đô nhưng giá cho thuê thì chưa được giá, khi mà các căn này hiện nay chỉ cho thuê được khoảng 10 triệu trên một căn nhà thô. Các căn biệt thự tại đây thì được thiết kế theo lối kiến trúc Địa Trung Hải khá bắt mắt. Ngoài hồ điều hòa rộng 7 ha là tiện ích nổi bật của cái khu Vista Lago này thì còn có hệ thống giáo dục Vinschool cũng là một tiện ích nổi bật khác. Phần còn lại của khu đô thị Sudico Nam An Khánh với hạ tầng, tiện ích, cảnh quan kém hơn thì có giá thấp hơn so với khu Vista Lago và Vinhome Thăng Long.
Ngoài hồ điều hòa rộng 7 ha sử dụng chung giữa Vinhome Thăng Long và Vistalago thì khu đô thị Sudico Nam An Khánh còn có một hồ điều hòa nhỏ khác rộng 1,7 ha. Xung quanh hồ điều hòa nhỏ này thì vẫn còn nhiều căn biệt thự bỏ hoang, chỉ có một vài căn đã có chủ nhân chuyển tới ở. Nhìn chung là khá hoang vắng, giá các căn biệt thự tại đây từ khoảng 50 triệu một mét vuông đất trở lên. Dự án khu đô thị mới Sudico Nam An Khánh có tổng diện tích lên đến gần 190 ha. Tuy nhiên hiện nay có nhiều chủ đầu tư thứ cấp nên tình trạng pháp lý và giá bán cũng khá đa dạng. Có chỗ đã có sổ, có chỗ thì đang là hợp đồng mua bán. Năng lực triển khai của các chủ đầu tư thứ cấp là khác nhau nên giá bán cũng khác nhau. Nhìn chung thì khu Vinhome Thăng Long và khu Vistalago là ổn nhất. Giá biệt thự tại hai khu này đều hơn 20 tỷ trở lên. Các khu còn lại thì dưới 20 tỷ vẫn có thể mua được. Khu Vinhome Thăng Long hiện nay dân cư đã về ở rất đông, còn các khu khác thì dân cư vẫn còn thưa thớt, tiện ích cảnh quan chưa được đồng bộ. Tiếp theo là dự án Hà Đô Tram Village. Dự án này nằm đối diện với dự án Sudico Nam An Khánh qua tuyến đường liên khu vực 8 của Hoài Đức rộng 50m. Một mặt của dự án này tiếp giáp với đường gom của đại lộ Thăng Long. Dự án có vị trí tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức, kết nối vào trung tâm Hà Nội thông qua đường đại lộ Thăng Long rất thuận tiện. Đây là một dự án của tập đoàn Hà Đô với diện tích 30 ha, gồm hơn 500 căn nhà thấp tầng. Các căn biệt thự tại đây có diện tích từ 170m2 đến hơn 400m2. Đây là khu biệt thự xây mới nên có kiến trúc khá đẹp và hiện đại. Cổng chính của khu đô thị nằm trên đường liên khu vực 8 của Hoài Đức rộng 50m. Hiện tại dự án vẫn đang tiếp tục được triển khai xây dựng và bắt đầu chào đón dân cư về ở. Khu biệt thự này chưa được cấp sổ, tuy nhiên đây cũng là khu biệt thự triệu đô khi mà các căn biệt thự tại đây cũng đều có giá hơn 20 tỷ một căn. Theo đó giá bán cả nhà và đất từ khoảng 100 triệu một mét vuông trở lên. Có những căn đẹp được chào bán hơn 130 triệu một mét vuông, tổng tiền hơn 50 tỷ một căn. Trên đây là tổng hợp của Vinland về khu biệt thự Vinhome Thăng Long, biệt thự Vistalago, biệt thự Sudico trong khu đô thị mới Nam An Khánh và biệt thự tại dự án Hà Đô Tram Village. Đây đều là những sản phẩm biệt thự trong các dự án có vị trí nằm ở phía nam của đại lộ Thăng Long. Anh chị có suy nghĩ và nhận xét gì về giá bán của các khu biệt thự trong video này? Hãy để lại bình luận ở phía dưới để chúng tôi được biết. Trong các video sau, chúng tôi sẽ cập nhật giá bán các sản phẩm biệt thự tại phía Bắc của đại lộ Thăng Long như khu Splendora Bắc An Khánh, An Lạc Green Symphony, biệt thự Vườn Cam, biệt thự Hút Văn Canh, biệt thự Hinos Royal Park và biệt thự Lideco Bắc Quốc lộ 32. Mời anh chị chú ý đón xem. Nếu anh chị có nhu cầu mua bán bất động sản, anh chị vui lòng liên hệ số hotline của chúng tôi ở phía dưới của màn hình. Cuối cùng, anh chị đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng tôi. Vinland, bán đúng, làm tốt, nhận đủ, cam kết nói không với bán chênh. Rất vui được hợp tác với anh chị. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.